Tanjiro đã đến được khu huấn luyện của Mitsuri. Vừa gặp Tanjiro thì Mitsuri đã dẫn cậu đi uống hồng trà ăn bánh kép. Đây là món bánh kép yêu thích của Mitsuri. Tanjiro thử một miếng, đúng là ngon bá cháy. Sau đó Mitsuri bảo Tanjiro mặc một bộ đồ tập luyện vào. Mitsuri sẽ giúp mọi người tăng độ dẻo dai của cơ thể. Trong chiến đấu, việc có một cơ thể dẻo dai rất là quan trọng. Anh chàng này đã bị Mitsuri lấy làm ví dụ. Tanjiro thấy vậy thì há hốc cả mồm. Cái này là tra tấn chứ thả lỏng gì chứ. Tiếp theo đến lượt Tanjiro. Không biết có bị gì không nữa chứ mình nghe thấy tiếng thét của Tanjiro hơi to anh em ạ. Sau khóa huấn luyện với Mitsuri thì Tanjiro đến chỗ huấn luyện của xà trụ. Không hiểu vì chuyện gì mà xà trụ có vẻ rất ghét Tanjiro. Hóa ra là Mitsuri đã kể cho xà trụ nghe về Tanjiro. Xà trụ đã nhận được một bức thư từ Mitsuri. Trong thư viết, sau buổi huấn luyện hôm nay em đã dùng trà với Tanjiro đấy. Tanjiro mỗi khi ăn đồ ngọt là rụng rời toàn thân vì ngon, đáng yêu lắm luôn. Tên xà trụ đọc xong bức thư mà ghen học cả máu. Xà trụ bảo, tao không dễ giải như Mitsuri đâu. Bài huấn luyện của mày đó là mày phải vung kiếm trong lúc tránh những kiếm sĩ này, làm vậy để cải thiện kiếm thuật đấy. Nhưng mà nơi này nhìn chẳng khác gì pháp trường cả. Tanjiro tò mò mà hỏi, những người bị trói ở đây đã phạm phải tội gì vậy ạ? Xà trụ bảo, đó là vì quá yếu đuối, vì cái tội hay quên, tội làm tao phí phạm thời gian, tội làm tao bực mình. Tanjiro nghe xong thì phải thốt lên, thôi rồi lượm ơi. Xà trụ sẽ làm mẫu một lần cho Tanjiro tham khảo, anh ấy vung kiếm qua những khe hở giữa các kiếm sĩ đang bị trói. Tanjiro nhìn xong thì hốt hoảng, với tốc độ đó mà có thể vung kiếm chính xác vào kẽ hở giữa các kiếm sĩ, đúng là quái vật. Tiếp theo là đến lượt Tanjiro, mấy anh chàng kiếm sĩ bị trói kia cứ luôn miệng cầu xin, đừng đánh chúng tôi đấy nhé. Tanjiro vung kiếm, nhưng cậu chẳng dám vung mạnh, sợ là sẽ làm bị thương mọi người. Xà trụ thấy vậy thì rất chướng mắt mà hỏi, đó mà là tập luyện hả, tao sẽ là đối thủ của mày. Vừa mới tung một chiêu đầu tiên mà Tanjiro đã dính đòn rồi, chỗ đúng là hẹp thật. Nhưng dẫu vậy vẫn vung kiếm chính xác được. Tanjiro tiếp tục dính một đòn vào bụng, nếu cứ thế này thì không ổn rồi, đối thủ là đại trụ thì không thể lo cho các kiếm sĩ kia được. Tuy dùng kiếm gỗ nhưng nếu bị đánh trúng cũng không thể tránh khỏi trọng thương, xà trụ tấn công vào những khe hở giữa các kiếm sĩ tội nghiệp đó. Nhưng kiếm thuật của xà trụ đúng là điêu luyến, nó uốn lượn một cách kỳ lạ, dù cả hai đều cùng dùng một loại kiếm gỗ, nhưng tại sao kiếm của xà trụ lại uốn lượn vậy chứ? Đòn tấn công của anh ấy uốn lượn qua những khe hở như một con rắn vậy. Thêm vào đó, Tanjiro có thể nghe được tiếng lòng của các kiếm sĩ mỗi khi nhắm vào những khe hở. Tanjiro liên tục dính đòn của xà trụ. Trước tới giờ Tanjiro chưa từng căng thẳng như thế này, phải vung kiếm thật chuẩn xác. Nếu không đây sẽ là một thảm họa. Sau giờ tập luyện, mọi người đã mệt rã rời, nhưng chỉ có mỗi Tanjiro là vẫn tiếp tục tự tập luyện. Bởi vì cậu không muốn gây phiền phức cho mọi người thấy Tanjiro cố gắng như vậy thì họ cũng đứng dậy cùng nhau tập luyện với Tanjiro. Sau buổi huấn luyện, cơ thể của mọi người đã bị chảy xước và bầm tím khắp nơi. Ngày thứ hai, Tanjiro vẫn bị xà trụ bón hành ngập cả mồm. Tốc độ của Tanjiro vẫn còn quá chậm để có thể theo kịp xà trụ. Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn không thay đổi. Tanjiro vẫn phải ăn ngập hành từ xà trụ. Ngày thứ tư, Tanjiro vẫn cùng tập luyện với xà trụ. Tanjiro nhận ra, cậu chỉ nên tập trung vào chiến đấu với xà trụ. Trong thực chiến, nếu kiếm bị kẹt vào cây hay đá thì coi như toi mạng. Vung kiếm tránh chướng ngại cũng giống như vậy. Tanjiro tưởng tượng ra một khung cảnh khác, cậu cùng với xà trụ solo kiếm thuật, bây giờ Tanjiro có thể ra đòn chính xác hơn trước rồi. Kể cả việc né đòn cũng đã dễ dàng hơn, Tanjiro đã thành công cắt đứt vạt áo của xà trụ. Việc làm rách áo xà trụ cũng là lúc Tanjiro kết thúc huấn luyện với anh ấy. Sau khi huấn luyện xong, Tanjiro chào tạm biệt xà trụ cảnh cáo Tanjiro là cấm gạ gẫm Mitsuri của anh ấy, không thì đừng trách biển mặn. Tiếp theo Tanjiro sẽ đến võ đường của phong trụ. Trên đường đi cậu ấy gặp Zenitsu. Zenitsu vừa gặp Tanjiro đã lao đến cầu cứu. Zenitsu xin Tanjiro hãy giúp cậu ấy trốn khỏi đây. Ở đây chẳng khác nào là địa ngục. Bỗng nhiên phong trụ xuất hiện túm đầu Zenitsu. Chọn đi Zenitsu. Một là quay về tập tiếp. Hai là chết dưới tay tao. Phong trụ đã đánh một phát vào gáy khiến cho Zenitsu bất tỉnh. Tanjiro cứ thế mà cõng cậu ấy về võ đường. Phong trụ nói với Tanjiro rằng đừng có cao ngạo. Tao không có thừa nhận mày đâu. Tanjiro cảm thấy chẳng sao cả, bởi vì cậu cũng có thừa nhận phong trụ đâu. Ai bảo anh đâm Nezuko của tôi. Phong trụ nghe xong thì cay hơn ăn ớt, thằng này được lắm. Tập luyện với phong trụ đúng là địa ngục, mọi người bị đánh bầm dập hết cả người. Tanjiro hiểu tại sao mà Zenitsu thành ra như vậy rồi đấy, nôm na là chỉ huấn luyện giao đấu đơn giản. Nhưng mà phong trụ tàn bạo quá, ra tay đòn nào là đau thấu trời đòn đó, lại còn không được phép nghỉ ngơi, đến cả xà trụ còn cho giải lao nhiều hơn. Lúc Zenitsu tỉnh dậy, cậu ấy đã hận Tanjiro như kẻ thù truyền kiếp vậy. Phong trụ đặc biệt nghiêm khắc với Tanjiro,
chỉ cần lơ là một chút là ăn gậy ngay, mới ngày đầu mà mặt mày sưng vù cả lên. Sau khi tập luyện, Tanjiro đã bắt gặp Genya và Phong Trụ. Genya bảo là có chuyện muốn nói với Phong Trụ, nhưng Phong Trụ bảo Genya nên cút đi, tao không có em trai nào cả. Mày mà không đi là tao giết mày đó. Phong Trụ bảo Genya đừng có bắt chuyện với anh ấy như kiểu là người thân quen vậy, anh ấy còn mỉa mai. Anh ấy bảo nhìn bộ dạng của Genya là biết cậu là thứ bất tài vô dụng rồi, hãy cút khỏi diệt quỷ đoàn đi, đến hơi thở còn không sử dụng được thì đừng có tự xưng là kiếm sĩ. Genya nói, em vẫn luôn muốn xin lỗi anh hai, em đã ăn thịt cả quỷ để chiến đấu đấy anh hai. Phong Trụ khi nghe thấy vậy thì đã rất tức giận, anh ấy lao đến tấn công Genya, cũng may là Tanjiro kịp thời xuất hiện cứu Genya một mạng. Zenitsu khi thấy Tanjiro đang chống trả lại Phong Trụ thì rất ngạc nhiên, cậu ta chán sống rồi ư? Tanjiro bảo Phong Trụ nên dừng lại, anh tính giết em trai của mình sao? Phong Trụ đâu có tính giết, giết nó thì dễ lắm nhưng làm vậy là vi phạm luật của diệt quỷ đoàn, thế thì chỉ còn cách đánh cho nó tàn phế thôi. Nhưng nếu Genya chịu rời khỏi diệt quỷ đoàn thì xà trụ sẽ tha mạng cho cậu ấy. Tanjiro tức giận mà nói, anh đâu có quyền làm như vậy, ban nãy anh còn bảo anh không có em trai, thế thì Genya có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến anh. Dù có tài năng hay không thì cậu ấy đã quyết liều mạng chiến đấu với bọn quỷ. Nếu không có Genya thì còn lâu mới thắng Thượng Huyền, anh muốn làm cậu ấy tàn phế, đừng có hỏng. Thế thì tao sẽ đánh cho mày tàn phế trước Tanjiro. Anh ấy tung một đòn thẳng vào bụng Tanjiro, nhưng mà Tanjiro đã chặn lại được, cậu tung lại một đá thẳng vào cổ của Phong Trụ. Tanjiro bảo Zenitsu hãy dẫn Genya chạy đi chỗ khác, thế là Zenitsu túm lấy Genya mà chạy trốn đến chỗ khác. Sau đó mọi thứ rối tung hết cả lên, Tanjiro và Phong Trụ đã đánh nhau cho đến chiều tối. Sau đó Tanjiro nhận được lời trách từ thượng cấp, buổi huấn luyện với Phong Trụ đã bị gián đoạn và Tanjiro bị cấm lại gần anh ta. Cuối cùng thì Tanjiro vẫn không thể hàn gắn được cho anh em Phong Trụ và Genya. Sau đó Tanjiro cùng với Zenitsu đã rời võ đường của Phong Trụ, cả hai cùng nhau đến chỗ huấn luyện của Nham Trụ. Họ nhìn thấy một thác nước, ở phía dưới có cả Inosuke đang tập luyện. Nhìn qua một bên thì thấy Nham Trụ đang ngâm mình trong biển lửa, cả hai há hốc cả mồm, cái méo gì thế này? Hoan nghênh cả hai đến với khu huấn luyện của Bần Tăng. Tập 5 đến đây là hết rồi, hẹn gặp anh em ở tập sau nhé!